cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 21 tháng 5, tiếp tục phong tỏa chợ Phú Nhuận, bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa khu vực chợ Phú Nhuận, phường 17, quận Phú Nhuận, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 25 hộ với 96 nhân khẩu và 12 sạp với 26 tiểu thương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Phong yêu cầu thực hiện nghiêm một số việc như quán ăn vừa và nhỏ không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi, nhà hàng và nhà hàng trong khách sạn chỉ được phục vụ không quá 20 người cùng lúc. Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 sẽ được khỏe mạnh đúng cách cập nhật sau đây. Cập nhật thông tin dịch mới nhất ngày 21 tháng 5, đại diện Ủy ban Nhân dân phường 17 quận Phú Nhuận cho biết thêm, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với lực lượng y tế phong tỏa 300m phường 17 quận Phú Nhuận thuộc chợ Phú Nhuận. Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm 25 hộ với 96 nhân khẩu và 12 sạp với 26 tiểu thương. Ủy ban Nhân dân phường 17 quận Phú Nhuận cho biết, khu vực phong tỏa này liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19. Người này ở một mình và cho hai người khác thuê nhà bán quán cà phê. Hiện người này đã được đưa đi cách ly tập trung. Tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm, lực lượng chức năng yêu cầu người dân giữ khoảng cách an toàn. Bên ngoài, người dân cũng không tụ tập, nhanh chóng mua nhu yếu phẩm rồi ra về. Bà Hát, 68 tuổi cho biết, tôi đang đi chợ mà nghe có phong tỏa thì sợ nổi da gà. Sợ là vậy, nhưng tôi nghĩ mình đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên thì giữ được an toàn. Một số tiểu thương chủ động đóng sạp, tạm ngừng buôn bán và gọi thêm người thân đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chị Hát, 47 tuổi, tiểu thương tại chợ Phú Nhuận cho biết, tôi buôn bán gần khu vực phong tỏa, ban đầu nghe có ca nghi nhiễm tôi cũng sợ. Nhưng tình hình thế này thì phải bình tĩnh, phối hợp với cơ quan chức năng. Dù sạp hàng của tôi ở khúc trên kia, không gần khu vực phong tỏa cho lắm, nhưng tôi quyết định đóng cửa nghỉ bán. Đưa chị và con trai xuống đây lấy mẫu xét nghiệm cho chắc. Xét thấy tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng căng thẳng, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, để kiểm soát tốt công tác phòng dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu thực hiện nghiêm một số việc sau: tạm dừng hoạt động các lễ hội, nghi lễ, hoạt động tôn giáo có quy mô 20 người trở lên, hàng ăn uống nhỏ và vừa chỉ bán mang đi, không phục vụ tại chỗ, nhà hàng trong khách sạn chỉ phục vụ không quá 20 người trong một phòng, xe taxi truyền thống và xe taxi công nghệ phải mở cửa sổ thông thoáng khi phục vụ hành khách. Ngoài việc kiểm tra nhắc nhở trực tiếp, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện sẽ phạt nguội các cơ sở kinh doanh ăn uống trên cơ sở hình ảnh thu thập được. Nếu cố tình vi phạm, luật lệ trên sẽ được áp dụng từ 18 giờ thứ Sáu ngày 21 tháng 5 cho tới khi có thông báo mới. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng khoảng 123.000 người đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh phải gương mẫu trong việc chấp hành yêu cầu 5K của ngành y tế. Đặc biệt, nên hạn chế tối đa việc ăn uống, tiếp khách ở bên ngoài trụ sở cơ quan và nơi ở. Vì sức khỏe, sự an toàn của cả cộng đồng lớn, nên chúng ta phải chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế và thói quen sinh hoạt bình thường của bà con thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch COVID-19. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!